xin chào toàn thể anh em đã trở lại kênh Hoài Bãi nha anh em. Hôm nay lên cho anh em một con máy cưa xích dòng Nhật nhỏ anh em nhé. Đó, cái dòng này là cầm một tay để cắt cành, cắt nhánh củ nhỏ đấy anh em. Đó, máy rất là rin nguyên bản luôn anh em nhé. Đó, máy đẹp. Đó, dòng Tanaka của Nhật anh em nhé. Lam nó là lam 35 sử dụng 30 anh em nhé. Đó, lam 35 sử dụng 30. Đó, máy bãi về nguyên một cây rin luôn anh em nhé. Đó, cái dòng này là anh em sử dụng rất là ngon. Đời nó mới, đồ thay thế nó nhiều anh em nhé. Đó. Con này thì anh em chuyên cắt cành, cắt những cái cây nhỏ trong gia đình, nói chung là đường kính tầm khoảng 20-30 đổ về anh em nhé. Đó, đặc biệt là cái dòng này nó rất là nhẹ, anh em cầm cắt cành đồ nó không có nặng. Đó, trọng lượng con này chỉ tầm 3,5 kg anh em. Đó, rất là ok luôn. Đó. Bây giờ Hoài Bãi sẽ test nổ cho anh em xem. Đó, con này thì nòng của nó là 37 ly anh em nhé. Con này công suất của nó là 33,3 cc. Đó, lam của nó là 35 sử dụng 30, xích chuột em nhé. Dòng này máy nó nhỏ, nó xài xích chuột. Đó, xích này bên em có bán mới luôn, anh em có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0599 em nhé. Đó, con này là hàng bãi nguyên zin nguyên bản của Nhật. Đó, con này thì bên em nó bán giá là 1.800.000 em nhé. Đó, 1.800.000 là bao xích tận nhà cho anh em rồi nha. Đó, anh em là chốt thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0599. Đó, cái dòng Tanaka này nó rất là dễ xài và dễ sửa anh em. Đó, phụ tùng thay thế của nó thì rất là nhiều, cái gì cũng có cho em nhé. Đó, bây giờ Hoàng Máy Bãi sẽ test nổ cho anh em xem, hướng dẫn em cách sử dụng nha. Đó, con này là xăng pha nhớt đổ đây anh em nhé. Đó, nhớt anh em mua nhớt Atin, pha tỷ lệ là 130 anh em nhé. Còn nhớt thường thì em chỉ pha được 115 thôi. Đó, và rất là nhớt thải đổi bôi trơn xích anh em nhé. Đó, công tắc nó nằm đây nha, bật lên là nổ, bật xuống là tắt nha. Đó, kéo e ra. Đó, anh em kéo e ra. Này là cần e này, rút ra. Giật nó nổ, giật một hai cái nổ với em đẩy e lại nha. Đó, này bơm xăng. Rất là dễ sử dụng luôn. Nhớt Atin thì bên em có bán sẵn đầy đủ hết em nhá. Đó, xin cảm ơn toàn thể anh em. Xin hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo Hoài Bãi em nhá.